Tết trung thu em đốt đèn đi chơi. Đêm trung thu của các bạn đã chuẩn bị tới đâu rồi? Đây là phần chuẩn bị của mình cho trung thu nha. Chỗ các bạn năm nay không biết đèn trung thu có bán hay không. Riêng ở đây thì không ai bán đèn trung thu cả nha các bạn. Cho nên mình dùng những cái chai nước ngọt đã hết làm đèn trung thu cho các bé. Tiếc là đi mua đèn cầy 4-5 nơi rồi, không nơi nào bán đèn cầy cả. Chợ thì không mở cửa, không biết mua đèn cầy ở đâu đây ta. Năm nay bánh trung thu cũng không bán cho nên là tôi quyết định mua một trái sầu riêng về để đón trung thu. Và đây là các thứ chuẩn bị cho chương trình tối nay, nhưng mà các bạn nhỏ của tôi không chịu nổi nữa rồi, bây giờ phải đi khui sầu riêng thôi. Hôm nay được gần trung thu, ta sẽ ăn trung thu đơn giản nhất là bằng một trái sầu riêng, một miếng bánh anh, một nải chuối và một cái bánh bía. Thêm một cái nữa là lộn tai heo. Xin mời cả nhà cùng ăn. Đây là nhà của em gái tôi. Trước dịch tôi về đây chơi, sau đó dịch bùng phát cho nên không về quê được. Thế là ở đây đã 4 tháng rồi, bây giờ đón Trung Thu ở đây luôn. Nhìn vui vẻ như vậy nhưng mà trong lòng rất nhớ nhà, và các con của tôi cũng đang đón Trung Thu một mình. Nhân dịp Trung Thu, chúc cho các bạn có một sức khỏe tốt, đón một mùa Trung Thu đầm ấm bên gia đình. Sau buổi tiệc nhỏ này thì mình sẽ đi live stream để đốt đèn Trung Thu cùng với các bạn nhỏ. Các bạn nhớ vào like của cô xem rước đèn Trung Thu nhé.